Huấn luyện viên Philippe Chaussier tham dự lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia, nơi đặt trụ sở của AFC, hôm 27 tháng 7. Kết quả bốc thăm đưa đội tuyển Việt Nam vào bảng F bên cạnh các đội Iraq, Philippines cùng đội thắng trong cặp đấu playoff giữa Indonesia và Brunei. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng vòng loại thứ hai sẽ tiếp tục lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2026. Phát biểu trước kênh truyền thông của Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC, huấn luyện viên Philippe Chaussier của đội tuyển Việt Nam lên tiếng, đây là một bảng đấu khó khăn. Không có trận đấu nào trong bảng này dễ dàng cả, vì các đội trong bảng F đều muốn vượt qua vòng loại. Đối với đội tuyển Việt Nam, vòng loại World Cup để thể hiện bộ mặt mới của mình. Bản thân đội tuyển Việt Nam cũng có khát vọng vượt qua vòng loại. Chúng tôi có 3 tháng chuẩn bị cho giải đấu này, ông Philippe Chaussier nói thêm. Khi nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Chaussier đặt ra mục tiêu giành vé dự vòng chung kết World Cup 2026. Chính vì thế, vòng loại World Cup bắt đầu từ tháng 11 tới đây sẽ là mục tiêu chính của vị huấn luyện viên người Pháp và các học trò. Ông Chaussier chia sẻ, chúng tôi có những cầu thủ tốt, chúng tôi sẽ bắt tay vào quá trình chuẩn bị trong những tháng tới. Đội tuyển Việt Nam là một tập thể tốt, chúng tôi không hề sợ hãi các đối thủ. Tôi cũng cảm thấy kết quả bốc thăm vòng loại World Cup khá thú vị, vì các đội Iraq và Indonesia chưa chính thức giành vé vào vòng loại thứ hai, nhưng khả năng rất cao sẽ thắng Brunei để chung bảng F với đội tuyển Việt Nam, cũng là những đội chung bảng với chúng tôi tại Asian Cup. Tôi không rõ việc đụng độ với họ tại vòng loại World Cup có khiến chúng tôi bị lộ bài hay không, hoặc đây có thể là lợi thế. Theo lịch thi đấu được AFC công bố, vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ bắt đầu từ tháng 11 năm nay cho đến tháng 6 tháng 2024. Trong khi đó, Asian Cup sẽ diễn ra từ ngày 12 tháng 1 đến 10 tháng 2 năm 2024. Trước khi tham dự vòng loại World Cup, đội tuyển Việt Nam sẽ có các trận giao hữu với Palestine và Hàn Quốc, dự kiến diễn ra trong tháng 9 và tháng 10.